Thứ tư, theo thầy đi ra. 28. Không được ghé qua nhà người khác, không được dừng ở bên đường cùng người nói chuyện, không được ngoái nhìn hai bên mà nên cúi đầu, mắt nhìn ngang tầm mắt, đi theo sau thầy. Đến nhà đàn việc nên đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi mới ngồi. Đến tự viện khác, thầy lại Phật hoặc mình lại đều không được tự ý đánh khánh. Thầy thọ trai thì phải đứng hầu xuất sinh, thọ trai xong lại phải đứng hầu thâu nhận đồ hiến cúng. Nhà người khác là không phải nhà thầy vào. Vậy đi với thầy thì dẫu qua nhà mình cũng không bỏ thầy mà ghé vào, dầu chỉ ghé qua mà thôi. Xuất sinh nghĩa là suất cơm của mình mà cho chúng sinh. Coi lại tỳ ni. Đồ hiến cúng nguyên văn là sấn, cũng đọc là sang. Tự điển là đồ hiến cúng cho người xuất gia. Nhưng thật ra sấn là gọi tắt chữ đạt sấn, dịch âm chữ Dakshina, dịch nghĩa là hữu thủ, tức tay phải, là lấy tay phải nhận đồ hiến cúng, nhất là hiến cúng y của thí chủ hiến cúng, sau khi hiến cúng trai soạn, do đó đạt sấn chính là tài thí cho đồ. xuất gia thì thọ trai nhận đồ rồi phải tụng một vài bài kệ liên hệ sự cho gọi là thí tụng, dana gatha hay daksina gatha, đó là pháp thí cho pháp. như vậy là chuyển tài thí ra pháp thí. Nên tỳ ni nê đã nói, tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Bài này cũng chính là thí tụng. 29. Nếu có duyên cớ ra đi không có thầy thì phải cùng ba người đi chung hoặc phải cùng vị ni sư lớn đi chung. Nếu cùng ưu bà di đi chung thì phải mang pháp y mà đi. Mang pháp y thì phải tề chỉnh không được đi mà vắt trái y ra phía sau, không được đi mà y quấn cổ, không được đi mà nhảy, không được đi mà chéo tay sau lưng, không được đi mà lắc mình, không được đi mà vung cánh tay, không được đi mà giỡn cười. 30. Đi theo sau thầy, không được dẫm lên bóng của thân hình thầy. Bên đường gặp hoa trái, không được tự ý hái lấy. Theo thầy đi về xa gần, không được oán rằng khổ quá, lộ vẻ mệt nhọc. Trên đường nếu gặp con trai thì không được nhìn và nhớ, phải quán không, tu cái tưởng bất tịnh. Trên đường nếu thấy sự kỳ lạ của thế tục thì không được buộc miệng khen đẹp. Quán không, nghĩa là quán các pháp toàn không thực thể, vì đều là duyên sinh. Bảo 1279 Cái tưởng bất tịnh là bất tịnh quán dành cho kẻ bước vào chính tu mà tham nhiều và đặc biệt nhất là nên coi câu xá luận 9, 29 trên 117 Thứ năm Nhập chúng 31. Không được tranh chỗ ngồi, không được trên chỗ ngồi mà gọi vói nhau, nói hay cười. Trong chúng có ai mất uy nghi nên ẩn ác dương thiện, không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình, không được cùng đại tỷ kheo hay đại tỷ kheo ni ngồi chung, không được coi tướng hình dáng mà cười, không được lớn tiếng hỉ mũi, nôn ọe, khạc nhổ, không được bốn phía tháp Phật mà đại tiện tiểu tiện làm cho hơi thối bay vào tháp không được hướng về phía tháp Phật mà đại tiện tiểu tiện, không được hướng về phía tháp Phật duỗi cẳng mà ngồi. Khi uống trà nước, không được dùng một tay còn lại mà thi lễ, không được nói nhiều, cười nhiều, và ngáp thì phải lấy tay áo bưng miệng. Nhập chúng là khởi cư với chúng. Khởi cư là mọi sự động tĩnh hàng ngày như vậy, nhập chúng là cư trú và sinh hoạt chung với tăng chúng. Một tay còn lại mà thi lễ là vô lễ, mất dạy. Muốn xá chào thì phải để đồ xuống sử dụng cả hai tay. 32. Hòa cúng Phật thì lấy thứ nở tròn và không được ngửi trước. Loại trừ thứ héo mới cúng thứ mới thứ héo cũng không được bỏ xuống đất giảm đạp lên mà nên đặt ở chỗ khuất nên vì đại tỷ kheo ni mà cung cấp tâm dương chi nước rửa vân vân tùy sức có thể làm gì là nên làm không được cầu an mà nên cầu cái phước thù thắng nếu nghe gọi thì tức khắc niệm phật mà trả lời không được nói có đây hay nói tôi đây phàm nhặt của rơi thì phải bạch vị tỷ kheo ni chủ sự phàm lên điện phật phải nghiêm kính hình dung và cử chỉ không được buông thả tự tiện không được dùng lời nói thô độc mà diễu chọc nhau không được bày cho người nói lời không tốt chỗ khuất ở đây là chỗ không có người đi không phải chỗ dơ bẩn niệm phật mà trả lời là có khi nói Nam Mô A Di Đà Phật, có khi nói Nam Mô Phật, có khi nói Mô Phật. Tuy lúc mà nói sao cho đường quê, sao cho thuần hậu. Niệm Phật trong trường hợp này là nhắc mình và nhắc người gọi mình nhớ đến Phật nên rất quan trọng. Tỷ Kheo Ni chủ sự là tri sự. Tri sự là Kiết Ma Đà Na, Na. Tri sự là biết việc tăng chúng, là dịch là duyệt chúng, nghĩa là làm đẹp dạ tăng chúng. Ngài nghĩa tịnh dịch là thọ sự, tức người đem việc của tăng chúng, trao cho người phụ trách. Tri sự là một trong ba chức, tự chủ, thượng tọa và tri sự. 33. Không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc mà mình tránh nhát cầu an. Không được lấy riêng của chiêu đề như tre, cây, hoa trái, rau lá, mọi thứ đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ vật, vân vân. Phạm tự xưng thì nên nói hai chữ pháp danh, không được nói ta hay nói is is. Không được nhân việc nhỏ mà tranh chấp. Nếu việc lớn khó nhẫn thì cũng phải tâm bình tĩnh, khí ôn hòa, lấy lẽ thảo luận. Không được thì từ mà đi. Nếu nổi giận nói thô thì không phải là sa di ni. vào đại tăng đường trước lại tượng thánh tăng, kế làm lễ mười phương tăng chúng. Nếu thấy thức xoa mana và sa di thì cũng nên thi lễ. chiêu đề nghĩa là bốn phương, tức tăng chúng bốn phương, tăng chúng mười phương, tăng chúng khắp nơi. Nhưng năm 424, Ngụy Thái Vũ lập Già Lam, gọi bằng tên Chiêu Đề, từ đó Chiêu Đề là dị danh của tự viện. Pháp danh là tên theo Phật Pháp, tức tên của bổn sư cho lúc mới xuất gia. Đại Tăng Đường, tức Tăng Đường Lớn, Tăng Đường cũng gọi Thiền Đường, nhà Tăng Chúng Tu Thiền, cũng gọi trai đường, tức nhà tăng chúng thọ thật. Lập trai đường, riêng tăng đường là việc của hậu thế. Tượng Thánh Tăng một Tượng Tôn Trí chính giữa tăng đường, tức tượng Ngài Văn Thù, Chùa Đại Thừa, hay tượng các Ngài Kiều Trần Như, Tân Đầu Lô, các Ngài Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Chùa Tiểu Thừa. 2. Tượng Ngài Tân Đầu Lô đặc biệt thiết ra lúc trai tăng. 3. Tượng tất cả thánh giả, đoạn hoặc chứng chơn. Bảo 2301 Ở đây nói nghĩa 1 và 2. Thứ 6. Theo chúng thọ thực. 34. Nghe tiếng kiền trùy là phải chỉnh đốn y phục. Lúc ăn chú nguyện thì phải cung kính. Xuất sinh thì cơm không quá bảy hạt, bún không quá một tấc, bánh không quá cỡ móng tay, nhiều là tham, ít là lẫn. Ngoài ra, rau lá và đậu hũ không xuất sinh. Phàm khi xuất sinh, hãy niệm thầm bài kệ sau đây. Chúng quỷ thần các người, nay tôi cho cúng phẩm, cúng phẩm này khắp cả quỷ thần cùng hưởng thụ sắp ăn uống phải làm năm quán tưởng một xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm hay nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường 3 đề phòng tâm lý tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn làm chủ yếu 4 Chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. năm Vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này. Kiên truy Ganta là vật đánh ra tiếng, là bản, chuông, khánh, làm bằng gỗ, đá, đồng, sắt. Đánh để làm hiệu triệu tập tăng chúng. Chú nguyện là chú nguyện bằng sự tụng cúng dường, sướng tăng bạc và kiết trai. Vạn 106 trên 158 và 218 Ngày xưa, các vị tỷ kheo thọ thỉnh ngọ trai mà đến và về đều yên lặng nên bị chê trách. Bạch Phật, Phật dạy từ nay, lúc thọ thực nên nói lên cái ý thức cúng dường do đó mà có sự chú nguyện ra tiếng. Xuất sinh đã cắt nghĩa. Vạn 106 trên 158 dẫn kinh luật nói ăn không được ăn hết mà phải để lại cho đến một phát để cho các loài người và không phải người. Ăn mà không cho là bà con của ma, không phải đệ tử của Phật. Bánh, mang đầu, là bột ủ lên bọt rồi đem hấp tròn mà phồng lên gọi là mang đầu. Cái tên mang đầu cũng có sự tích. Khổng minh đánh mạnh hoạch, không theo tục xứ mọi ấy giết người lấy đầu tế thần, mà sai người trộn thịt bò dê heo và bọc lại bằng bột, bắt giống đầu người mà tế. Người sau nhân đó gọi là mang đầu từ hải 3220. Này ở đây, ý chỉ nói bánh làm bằng bột và không cứ bề ngoài giống cái gì. Quán tưởng, ở đây chỉ có nghĩa đơn giản là xét nghĩ. Về năm quán, hãy coi tỳ ni. 35. Không được la rầy đồ ăn tốt xấu, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó người đến thêm đồ ăn, không được bảo không dùng. Nếu no rồi thì phải lấy hai tay từ khước, không được lấy móng tay gãi đầu làm cho gió thổi hắt mặt phụng rơi vào trong bát của người ngồi bên cạnh. Không được ngậm đồ ăn mà nói, không được cười bàn chuyện tạp, không được nhai đồ ăn ra tiếng. Muốn khêu răng phải lấy tay áo che miệng. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến nên kín đáo che giấu đi đừng để người ngồi đơn bên cạnh thấy sinh nghi ngại phải ngồi ăn một lần mà thôi không được ăn xong rời chỗ ngồi rồi lại ngồi ăn nữa không được ăn xong lấy ngón tay vét chén bát mà ăn phàm ăn không được quá mau không được quá chậm người đi thêm đồ ăn chưa đến không được sinh phiền não hoặc có cần gì thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý, không được lớn tiếng gọi to, không được khua chén bát ra tiếng, không được ăn rồi dậy trước. Nếu trái quy chế tăng chúng, nghe bạch kiền chùy không được kháng cự bất phục. Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn, không được thấy mỹ vị thì sinh tham tâm phóng túng miệng mà ăn, không được ăn riêng tăng chúng đơn, đọc đúng là đan, là chỗ ngồi, nên gọi là tòa hay sàn, giường của mỗi tăng nhân trong thiền đường. Vì mỗi chỗ có bản dáng đơn tên mỗi người nên gọi là đơn vị, gọi tắt là đơn, cũng gọi là thiền sàn, ngang thì ba và rộng thì bảy thước xưa. Bạch kiền trùy, tức là đánh kiền trùy để bạch sự việc bằng cách đánh kiền chùy một tiếng, huyền náo im bặt rồi, bạch chúng. Pháp viên long tượng chúng, đường quán để nhất nghĩa. Nghĩa là tăng chúng oai đức như rồng voi hiện diện trong pháp hội này, hãy quán sát nghĩa lý bậc nhất. Thế gọi là bạch kiền chùy. Kế đó, vị trưởng lão đối thoại với tăng chúng. Một trong những việc vị trưởng lão đối thoại là cử tội khi trong tăng chúng có kẻ phạm tội. Xong, người bạch kiền trùy lại đánh một tiếng nữa. Bạch, đế quán Pháp vương Pháp. Pháp vương Pháp như thị. Nghĩa là quán sát cho kỹ Pháp của đấng Pháp vương. Pháp của đấng Pháp vương là như vậy. Như thế gọi là kiết kiền trùy. Người bạch kiền trùy phải là người trang trọng biết phép như chính Ngài Văn Thù đã bạch kiền trùy khi Đức Thế Tôn thăng Pháp Tòa. 36. Khi thọ thực, tay trái bưng bát, tay phải dựa mà giữ bát. Nghi thức thọ thực chưa hoàn tất, không được dạy trước, phải đợi kiết trai, đồng chúng mà dạy. Sao giờ ngọ không được vọng nhớ sự ăn, phải chận tham tâm, kính tuân giới luật, thà chết chứ không ăn phi thời không được tự cất đồ ăn đêm không được cất đồ ăn đêm cho người khác không được bày cho sajini khác ăn phi thời khi thọ thực tay trái bưng bát tay phải dựa mà giữ bát câu này nhờ tác giả đã viết tương tự trong tỳ ni nên biết là câu nói tắt đáng lý còn phải nói để ngăn hơi hôi của mình nâng bát ngang mi, đưa muỗng hướng ra ngoài, tụng nghi thức cúng dường, để bát xuống, xuất sinh, sướng tăng bạc, ba muỗng có tiết tấu, năm quán đừng mâu thuẫn, vân vân. Cất đồ ăn đêm còn có nghĩa là cất đồ ăn ngày trước để ngày sau ăn. Thứ bảy lễ bái 37. Lễ bái không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trú trì. Có người lạy Phật, không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt. Phạm chấp tay, không được mười ngón so le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ. Không được lễ bái không phải lúc, muốn lễ bái không phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lại Phật không được cùng thầy lại ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lại cách xa. Thầy xá lại người, không được cùng thầy đồng xá lại. Ở trước thầy, không được cùng đồng bậc lại nhau. Ở trước thầy, không được nhận người lại. Tay mình cầm kinh tượng thì không được lại người phàm lễ bái phải tinh thành mà quán tưởng. Giáo lý liệt kê bảy cách lại không thể không biết. Trú trì, trú là ở, trì là giữ, là ở đời mà giữ pháp. Theo nghĩa này, Phật thì tượng tranh, pháp thì kinh sách, tăng thì xuất gia đều là trú trì, vì đều ở trong thế gian mà duy trì Phật pháp. Nhưng chữ trú trì ở đây và thường dùng thì chỉ là một chức vụ trong một ngôi chùa. Vị chủ chùa gọi là trú trì. Đó là việc khởi xướng của thiền gia. Vị trú trì ấy còn được tôn gọi là trưởng lão, cũng gọi là thiện tri thức theo nghĩa của thiền gia. Nên trú trì ở đây là mỗi người ở một địa phương, nối tiếp tuệ mạng của Phật. Bảo 1185. Cũng nơi biết trú trì là một trong hai chức tăng can và trú trì mà Triều Nguyễn tôn phong, tức tăng can và trú trì cho quốc tự, trú trì cho chùa tư. Đồng bậc là đồng cấp bậc sa di với nhau. Quán tưởng là chú ý mà xét nghĩ về ấn tượng hiện nơi tâm trí. Bảo 1990 7 cách lại coi tỳ ni 38 Sau khi ăn cháo, ăn cơm phải đánh răng, gột rửa sạch sẽ mới làm việc lễ kính. Không được mặc áo ngắn lại người khác, cũng không được mặc áo ngắn nhận đàn việc lại. Trường hợp nào cũng phải thường mặc ca sa mang điều đến nhà tục thăm người thân thì không được lại thân nhân bà con thế tục chỉ trí thành chắp tay thăm hỏi thứ 8 học tập kinh điển 39 phải trước học 10 giới luật và các uy nghi của ni sau học kinh không được trái vượt thứ tự ấy phàm học kinh nào thì phải bạch thầy trước kinh ấy xong thì lại bạch thầy mà học kinh khác không được tay dơ mà cầm kinh điển không được dùng miệng thổi bụi trên kinh không được trên bàn kinh mà để quyển pho bừa bãi không được trên bàn kinh mà cất để trà mạc tạp phật đối với kinh như đối với phật không được mượn kinh của người để coi mà không trả lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng kinh, dịch đủ là khế kinh, khế lý, khế cơ, cũng như luận dịch đủ là bản mẫu, xuất sinh pháp nghĩa. Luật dịch đủ là điều phục, thuần hóa ba nghiệp. Vì hợp lý hợp cơ nên dịch chữ kinh, điều này khỏi nói. Điều phải biết là chữ kinh có nghĩa chính, có nghĩa phụ. Nghĩa chính thì kinh là chỉ dọc, sâu kết với vĩ là chỉ ngang lấy cái nghĩa sợi chỉ sâu kết mà dịch là kinh là có nghĩa kinh sâu kết chánh pháp cho khỏi mất và sâu kết chúng sinh cho khỏi đọa nghĩa phụ thì kinh có ba nghĩa một kinh là lẽ thường đối lại là quyền bất biến hai kinh là kinh sách thánh hiền ba kinh là đi qua, đi qua tuệ giác của Phật mà có ra. 40. Không được cười lời trong kinh luật. Phàm lúc đọc kinh luật thì trước lại kinh luật ba lại, mới hai tay thỉnh quyển kinh luật ấy đến nơi bàn đọc. Sắp mở quyển ra để đọc thì trước hết phải chấp tay tụng bài kệ khai kinh. Đọc và xếp quyển lại rồi vẫn thỉnh quyển ấy đem để thờ cúng trước tượng Phật, làm lễ ba lạy mới lui ra. Bàn đọc kinh luật thì phải lau sạch sẽ và đốt hương trong lò. Không được đem sách Sajini luật nghi để trên kinh luật đại thừa. Không được đem mão để trên cuốn kinh luật. Không được hai người cùng dẫn cười mà đọc kinh luật. Khi đọc kinh luật thì không được vỗ bàn, công mình, kiển chân, Chồng gót, không được đọc lớn tiếng động chúng, không được nằm đọc ra tiếng. Thứ 9. Nghe Pháp 41. Phải chỉnh đốn y phục, nhìn ngang tầm mắt tới thẳng Pháp đường, ngồi tất phải thẳng và nghiêm, không được nói bậy, không được ho và nhổ. Phàm nghe Pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận không được chưa lãnh hội xưng lãnh hội vào tai ra miệng đến chỗ thuyết pháp trước lệ pháp tòa ba lạy mới ngồi nghe rồi đứng dậy vẫn lại ba lạy đứng ra một bên hầu vị thuyết pháp xuống pháp tòa mới về chỗ của mình không được đi lại vô lễ ngồi lâu sinh chán Đàm luận, nguyên văn là đàm bính. Bính, nghĩa đen là cán, chui. Từ Hải, 2689 nói, Cổ nhân thanh đàm, đa số nắm cán đuôi con chủ. Chủ là con hưu chúa. Đuôi nó phải sạch bụi, nên xưa hay lấy làm phất trần, và do đó hay gọi phất trần là chủ vĩ. Người xưa đàm luận hay cầm cái cán của phất trần nên sau này gọi sự đàm luận là đàm bính. Nhưng vạn 106 trên 221 và từ hải 3338 đều nói Bày khưu nhìn đuôi con chủ phải bên nào thì đi hay chạy bên đó để tránh bị hại. Đuôi con chủ có đặc tính bảo vệ tính mạng bày khưu như thế nên cổ nhân giảng đạo cầm nó vừa làm phất trần vừa muốn đồ đệ hãy tuân theo sự chỉ huy của đạo lý, như bày khưu tuân theo sự chỉ huy của đuôi con chủ. Do đó, sau này gọi sự đàm luận là đàm chủ, đàm bính. Vào tai ra miệng, nghĩa là nghe vào lỗ tai là nói ra lỗ miệng mà thôi. Vạn 106 trên 160 và 221 dẫn lời cổ nhân nói sự học của quân tử là vào trong tay, để trong lòng, bủa ra tay chân, bày nơi động tĩnh. Còn sự học của tiểu nhân thì vào trong tay, ra nơi miệng. khoảng cách giữa tay miệng chỉ bốn tấc thì làm sao đủ để làm đẹp cả cái thân bảy thước. Lạy Pháp Tòa Lạy cũng có thể hiểu và dịch là xá. Thứ 10 vào tự viện 42. Phàm vào cửa chùa không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi, không được vô cớ lên tháp, vào điện tháp phải đi vòng quanh theo chiều bên phải không được đi vòng quanh theo chiều bên trái, không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc ba vòng, bảy vòng, cho đến mười 10 vòng, trăm vòng, và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón, gậy vân vân để dựa vào vách điện Phật. Không được mang guốc gỗ và giày không sạch vào trong điện tháp. Không được trong điện Phật mà coi hình coi tướng tượng phật không được trong điện tháp mà ngồi duỗi chân không được lên tháp hướng ra cửa sổ cửa vách mà nhìn ngắm ven bên trái thì trước bước chân trái ven bên phải thì trước bước chân phải là nói sự cực kỳ cẩn trọng vào điện tháp phải đi vòng quanh theo chiều bên phải không được đi vòng quanh theo chiều bên trái được Ngài Trí Húc nói rõ, phải từ Nam qua Tây, qua Bắc, qua Đông. Phải biết số vòng là như sự đếm trong sáu sự của sổ tức quán. Đếm là nhớ, chú ý để tâm không lãng vào tình trạng vô ký, hay tệ hơn nữa là nghĩ bậy. Giày không sạch, không chỉ có nghĩa là không rửa sạch, mà giày đi, đối với điện tháp, đã là không sạch coi hình coi tướng tượng phật là bình phẩm tượng phật